trong dòng chảy lịch sử Trung Hoa, đất nước với bề dày của nền văn minh bành trướng, đô hộ, nhưng cũng không ít lần bị ngoại tộc trà đạp, chèn ép lên chính mảnh đất rộng lớn ấy. Hôm nay chúng ta trở về lịch sử để thấy ngoại tộc dày xéo, cai trị Trung Quốc trong thời phân chia Nam Bắc như thế nào. Bắc Chu do Vu Văn Thái, người dân tộc tiên ti sáng nghiệp. Vào cuối thời Bắc Ngụy, sáu chấn nổi loạn, Vu Văn Thái là bộ hạ của viên chấn tướng Nhĩ Chu Vinh, theo Chu Vinh vào quan trung dẹp giặc. Sau đó, Thái làm việc dưới quyền đại tướng Quan Trung Lũng Tây, Hạ Bạt Nhạc và được trọng dụng. Bấy giờ quyền thần Cao Hoan, khống chế kinh đô Lạc Dương, thấy Hạ Bạt Nhạc ôm hai lòng nên sai quân Tần Châu giết đi. Sau khi Hạ Bạt Nhạc chết, các tướng lĩnh đã ủng lập Vu Văn Thái, tôn lên làm thống soái. Văn Thái ngoài mặt thì thần phục Cao Hoan, nhưng kỳ thực khống chế miền Quan Lũng. Sau khi Vũ đế nhà Bắc Ngụy đánh dẹp Cao Hoan thất bại, bèn chạy vào Quan Trung nhờ sự bảo hộ của Vu Văn Thái chẳng bao lâu Vu Văn Thái giết Vũ Đế, rồi lập Văn Đế, dựng nước Tây Ngụy vào năm 535. Riêng Cao Hoan tại phương Đông, sau khi Vũ Đế chạy vào Quan Trung, đã lập Hiếu Tĩnh Đế, mang triều đình rời đô đến Nghiệp Thành, Hà Bắc, lập nước Đông Ngụy. Từ đó Bắc Ngụy chia làm hai, Đông Ngụy và Tây Ngụy, thực tế do hai quyền thần là Cao Hoan và Vu Văn Thái nắm giữ. Nước Tây Ngụy lúc mới thành lập, vị hoàng đế mới chịu sự kiềm chế để cho Văn Thái độc quyền nắm triều chính. Vu Văn Thái quả cảm, giỏi dùng người nên từng chiến thắng đại quân Đông Ngụy ba lần rồi mang quân đánh chiếm miền Tứ Xuyên. Ở Nam Triều, vào đời lương năm 549, hầu cảnh nội loạn, chiếm kiện khang Nam Kinh, phần lớn các quận thuộc bờ phía Bắc, miền hạ du sông Trường Giang đều bị Đông Ngụy chiếm. Khu vực Thượng và Trung Du sông Trường Giang thì do tôn thất nhà lương cát cứ, tự lập, lại dựa vào lực lượng Tây Ngụy để tranh đoạt lẫn nhau. Nhạc Dương Vương tiêu sát, mang quân đánh tương Đông Vương, tiêu dịch bị thua, đã đầu thuận Tây Ngụy tự lập làm Lương Vương. Năm 552 hầu cảnh bị diệt, cùng năm đó thì Tiêu Dịch xưng đế tại Giang Lăng, tức Lương Nguyên đế, rồi yêu cầu Tây Ngụy mang quân đánh chiếm Hai Châu Lương và Ích Châu, nhằm diệt trừ Vũ Lăng Vương Tiêu Kỷ đang xưng đế tại Thành Đô, Tây Ngụy thừa cơ chiếm cứ Ích Châu. Vào năm 544, Lương Nguyên đế sai sứ đòi Tây Ngụy trả lại đất đã đánh chiếm được, lời nói ra vẻ ngạo mạn. Đại thừa tướng Tây Ngụy Vu Văn Thái, sai các tướng như Trụ Quốc Vu Cẩn Trung Sơn công Vu Văn Hộ và đại tướng quân Dương Trung mang 5 vạn quân tiến công kinh đô Lương tại Giang Lăng. Tháng 10, quân Tây Ngụy từ Trường An tiến tới Tương Dương, tiêu sát mang quân tới trợ chiến. Lương Nguyên Đế nghe tin, ra lệnh giới nghiêm, điều quân chống cự Tây Ngụy. Tháng 11, quân Tây Ngụy vượt sông Hán Thủy, Vu Văn Hộ và Dương Trung được lệnh mang kỵ binh tinh nhuệ chặn trước tại Giang Tân, cắt con đường sông, khiến quân Lương phòng thủ không còn đường rút, quân Hạ Du tăng viện cũng không vượt qua được vua lương hạ lệnh chặn các điểm quan trọng tại giang lăng chôn cọc gỗ tại ngoài thành đại quân của vua cần đến ra lệnh bao vây xung quanh cách tuyệt trong ngoài lúc bấy giờ quân lương từ các nơi điều về nhưng chưa đến nơi được thì quân tây ngụy từ nhiều phía đánh thành lúc đầu cầm cự được sau đó gặp sức tấn công mạnh lại bị nội ứng trợ giúp nên vào được phía tây thành chiếm thành ngoài lương nguyên đế rút vào thành trong chiều tối cho quan dưới quyền đốt 14 vạn quyền sách rồi ngày hôm sau ra hàng sau đó bị giết. Tháng 12 Vu Cẩn mang quân khải hoàn, áp giải vương, công, dân chúng hàng vạn người đến Trường An. Tây Ngụy lập tiêu sát làm lương chúa, sau đó cắt phần đất thượng du sông Trường Giang, gồm các châu Kinh, Lương, Ung, Ích, nhập vào lãnh thổ Tây Ngụy. Năm 556 Vu Văn Thái mất, con trưởng là Vu Văn Giác, tập ấm chức An Định quận công, thái sư, thái chủng tể, nhưng vì còn nhỏ tuổi nên thực quyền nằm trong tay Vu Văn Hộ. Vu Văn Hộ là cháu Vu Văn Thái, Lúc Văn Thái còn sống thì hộ giữ chức đại tư mã, thủ phong tấn quốc công. Năm 557, sẵn quyền lực trong tay, Vu Văn Hộ bắt vua cung đế nhà Tây Ngụy, phải nhường ngôi cho Vu Văn Giác, Giác xưng là Thiên vương, đặt tên nước là Bắc Chu. Vu Văn Giác tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tính cương cường, bất mãn bởi sự chuyên quyền của Vu Văn Hộ. Riêng các quan trong triều như Triệu Quý, Độc Cô Tín cũng tỏ ra bất phục Văn Hộ, nên họ khuyên Vu Văn Giác diệt trừ Văn Hộ do vậy vu văn giác chiêu tập một số võ sĩ bí mật luyện tập trong cung cách đánh bắt văn hộ không may sự việc bị tiết lộ văn hộ ra tay khống chế bắt giết triệu quý bãi chức quan của độc cô tín rồi sau đó đem giết riêng vu văn giác cũng bị chuốt phế vào năm 559, rồi cũng bị giết sau sự việc này vu văn hộ tự thăng chức đại chủng tể thừa tướng lập người con khác của vu văn thái là văn dục lên làm vua lấy hiệu chu minh đế văn hộ thấy vu văn dục nho nhã ôn hòa cho rằng nhu nhược, không có năng lực chống đối, nhưng khi lên ngôi thì lộ ra vẻ thông minh tài cán. Vua được quần thần ủng hộ, lại lưu tâm đến việc phát triển kinh tế, nên uy vọng mỗi ngày một cao. Muốn thử lòng vua, Vu Văn Hộ lên tiếng xin từ chức, đưa quân quyền trao cho vua. Không ngờ vua Vin vào đó chấp nhận ngay. Sự việc này khiến Vu Văn Hộ lo sợ không yên tâm, do đó vào năm 560, Hộ đã sai người bỏ thuốc độc vào thức ăn giết vua. Sau đó, Vũ Văn Hộ lập con thứ bốn của Văn Thái là văn ung lên ngôi tức vua vũ đế nhưng hộ vẫn nắm thực quyền vũ văn hộ từ lâu chuyên quyền phế lập mấy đời vua lại kém võ lược mấy lần đánh bắc tề bị thua phải rút quân về các con thì tham ô tàn độc nên uy tín ngày xuống thấp năm 572, vua chu vũ đế mưu cùng em là vua văn trực giết vua văn hộ giành lại chính quyền năm 534 nước bắc ngụy chia thành đông ngụy và tây ngụy nhưng hai triều này chỉ làm bù nhìn cho họ cao và Vũ văn Đông Ngụy không duy trì được lâu, năm 550 con cao hoan là Cao Dương, phế vua Đông Ngụy lập nên Bắc Tề. Đến đời vua hậu chủ Bắc Tề, tên Cao Vĩ, nổi tiếng là một hôn quân trong lịch sử. Ông ta hàng ngày hưởng lạc, sống xa hoa, cùng hoạn quan mỹ nữ, đàn tỳ bà ca hát, sáng tác khúc nhạc vô sầu, cho hàng trăm thị nữ hòa điệu ca, nên dân Bắc Tề tặng cho danh hiệu là vô sầu thiên tử. Hậu chủ Cao Vĩ, tùy tiện phong các chức quan, phong cho cả những con vật cưng như chó, ngựa, chim, À. Vua Vũ Đế nước Bắc Chu thấy được rõ ràng tình trạng suy đồi của Bắc Tề đã quyết định mang quân sang đánh. Vào tháng 7 năm 575, quân Bắc Chu chia làm ba đạo, trung quân do Vũ Đế trực tiếp chỉ huy tiến thẳng đến Hà Mờ, Vinh Dương, Hà Nam. Quân Bắc Chu vào lãnh thổ Bắc Tề, giữ kỷ luật nghiêm minh cấm chặt cây, cấm dẫm đạp vào ruộng lúa, kẻ vi phạm bị xử chém nên rất được lòng dân, nhờ đó chiếm thành Hà Mờ tương đối thuận lợi. Nhưng khi vượt sông Hoàng Hà, để tấn công trung thành mãnh huyện đến 20 ngày không hạ được hữu thừa tướng bắc tề cao an hoàng mang quân từ tấn dương thái nguyên sơn tây đến cứu viện lại nhân lúc này vũ đế bị bệnh nên đành phải rút lui tháng 10 năm 576, bắc chu lại một lần nữa mang quân đánh bắc tề bắc chu tập trung 14 vạn năm nghìn quân không dùng lộ tuyến cũ tiến đánh thành bình dương lâm phần sơn tây thuộc tấn châu hạ tuần tháng 10, quân chủ lực chu tấn công thành bình dương thứ sự tấn châu thôi cảnh cao đóng tại thành này xin hàng chu vũ đế giao cho đại tướng quân lương sĩ ngạn làm thứ sự tấn châu lưu một vạn quân tinh nhuệ giữ thành bình dương rồi rút đại quân về thành bình dương là nơi giấy nghiệp của thủy tổ bắc tề cao hoan lại là cửa ngõ thành tấn dương thái nguyên sơn tây vị trí rất quan trọng nên hậu chủ bắc tề cao vĩ không thể không mang quân đến cứu nhưng khi thành bị tấn công thì hậu chủ đang cùng với người đẹp phùng thục phi đi săn tại thiên trì huyện Ninh Vũ, Sơn Tây. Hậu chủ nhận được tin cấp báo, đang trần trừ về việc nên tiếp tục cuộc vui hay đi tiếp cứu, thì Thuộc Phi xin bùa lưới, vây bắt thú thêm một mẻ nữa, hậu chủ đành chiều theo. Đến đầu tháng 11, hậu chủ Bắc Tề mang 10 vạn quân, đến vây thành Bình Dương, đem Thuộc Phi đi theo. Lúc này phía Bắc Chu cố thụ trong thành, quân tiếp viện chưa đến kịp, nên phía Bắc Tề gây áp lực lớn. Quân Tề đào địa đạo để vào thành, gặp một công trình cổ tích, hậu chủ muốn đích thân đến xem, Thục Phi cũng muốn đi theo, nhưng phải chờ Thục Phi trang điểm xong đến nơi thì quân trong thành đã biết mất lỗ hổng, khiến quân Bắc Tề mất cơ hội đánh thành. Tháng 12, Chu Vũ Đế mang quân từ kinh đô Trường An đến cứu thành Bình Dương. Sau khi dàn trận xong, viên đại tướng đến tâu rằng, xin phá giặc trước khi ăn. Vua Bắc Chu phán, theo lời ngươi nói, ta hết lo rồi. Trận chiến xảy ra, vua Bắc Chu cưỡi ngựa lược trận, kêu tên từng viên tướng dưới quyền để khích lệ, khiến lòng quân náo nức. Trước sức ép của đối phương, quân Bắc Tề lung lay, Phùng Thục Phi kinh hoàng kêu lên. Quân Tề thua, quân Tề thua. Hậu chủ Cao Vĩ lúc này vội vã kéo Thục Phi lên lưng ngựa, đào tẩu một mạch đến thành Tấn Dương. Quân lính thi nhau bỏ trốn, hậu chủ không dám vào thành, bèn chạy tiếp đến Nghiệp Thành, Hà Bắc tại phía đông. Hậu chủ Cao Vĩ đóng tại Nghiệp Thành, chưa được bao lâu thì bày đặt, nhường ngôi cho con là Cao Hằng mới 8 tuổi, lên làm Thái Thượng Hoàng tháng riêng năm 577, Chu Vũ Đế mang quân đánh nghiệp thành, cao vĩ trước đó một ngày, bỏ thành chạy xuống Tề Châu, Tế Ninh, Sơn Đông. Rồi từ Tế Châu chạy xuống Thanh Châu, thuộc tỉnh Giang Tô, định đầu hàng nhà Trần, Nam Triều, nhưng không kịp thực hiện thì bị bắt đem về Trường An, hai năm sau thì bị giết. Chu Vũ Đế diệt Tề, thống nhất Bắc Phương, điều này có ý nghĩa trọng đại đối với lịch sử Trung Quốc, vì đó là bước quan trọng để nhà Tùy thống nhất toàn cõi Nam Bắc sau này vua vũ đế là đấng anh quân chẳng may mất sớm từ 542 đến 578 người kế vị là tuyên đế vua văn bân lại xa xỉ phù hoa đam mê tiểu sắc chính trị hủ bại thừa tướng dương kiên thừa dịp kết thân với các đại thần gây ảnh hưởng mạnh và làm xáo trộn vào ngày 11 tháng 5 năm 58 o vua tuyên đế mất tĩnh đế vua văn diễn còn nhỏ tuổi tả thừa tướng dương kiên lúc này ra mặt chuyên quyền dương kiên đề phòng sự chống đối của toàn bộ phái tôn thất nhân việc đem công chúa gả cho đột quyết một bộ tộc thuộc chi nhánh hung nô mới dấy lên có thế lực tại phương bắc và gọi các hoàng tử chấn thủ tại triệu trần việt đại vào triều lại do uất chỉ huynh cháu ngoại của vu văn thái chức cao quyền lớn chấn thủ tại nghiệp thành hà bắc có khả năng chống đối nên sai con là uất chỉ đôn gọi về trường an để chịu tang tuyên đế và sai tay chân thân cận thay chức chấn thủ nghiệp thành đến tháng 6, thì uất chỉ huynh công khai khởi binh chống lại tháng 7, Quất chỉ cần là cháu của Huỳnh, làm tổng quản Thanh Châu Giang Tô theo Huỳnh, phản lại Dương Kiên. Huỳnh đưa con đến làm con tin nhà Trần để xin viện trợ, ngoài ra lại cho người đến thuyết phục Lý Mục, tổng quản Tấn Dương Thái Nguyên, Sơn Tây nổi dậy, nhưng Lý Mục không theo. Dương Kiên khống chế vua nhỏ để ban lệnh cho thiên hạ, kết giao với Lý Dục, đưa ngàn vàng đốt lót và gả công chúa cho lãnh chúa đột quyết nhằm tiêu trừ mối lo phương Bắc, mang tinh binh chặn giữ đồng quan để đề phòng tập kích kinh đô Trường An, rồi tăng cường lực lượng tại lạc dương làm căn cứ địa tấn công ốt chỉ huynh cùng lúc dương kiên điều động đại quân dưới quyền các tướng như hành quân nguyên soái vi hiếu khoan nguyên soái trưởng xử lý tuân các tổng quản như lương sĩ ngạn nguyễn giai vu văn cân vu văn thuật thôi hoàng độ dương tố chiến lược của dương kiên về cánh trái là dựa vào ôn hòa và thân thiết với đột quyết cùng quân dương mục tại thái nguyên dùng bộ binh đánh phía đông chiếm các đất lương tào thành kim giải trừ uy hiếp tại cánh phải kế đó quân chủ lực đánh chính diện tìm chủ lực địch để tiêu diệt sau khi chiến thắng tại bí thủy sơn tây thì tiến thẳng đến nghiệp thành tiêu diệt thủ lĩnh chống đối uất chỉ huynh năm 581 dương kiên thay bắc chu cải quốc hiệu tùy nhà bắc chu chỉ vì được 24 năm thì mất cha vợ tuyên đế là dương kiên ông ngoại chu tĩnh đế vũ văn xiển đã chiếm trọn quyền hành và năm 581 đã buộc tĩnh đế phải nhường ngôi cho mình lập ra nhà tùy toàn bộ hoàng tộc vũ văn bao gồm cả tĩnh đế sau này đều bị dương kiên tàn sát năm người con vũ văn thái là ung châu mục tất vương vũ văn hiền triệu vương vũ văn chiến đằng vương vũ văn do lần lượt bị tiêu diệt một người cháu của hiếu mẫn đế sáu người con năm người cháu của vũ đế ba người con của tuyên đế và hai mươi người có liên quan đều bị giết tương châu tổng quản út trì Huính, trịnh châu tổng quản tư mã tiêu nan và Ích châu tổng quản vương khiêm khởi binh chống lại dương kiên dương kiên phái vi hiếu khoan tiến đánh quân úy chỉ huy tại tương châu an dương hà nam phái vương nghị tiến đánh tư mã tiêu nan khởi binh ở vân châu an lục hồ bắc phái lương duệ tiến đánh vương khiêm tại ích châu trong nửa năm thì bình định được các thế lực chống đối thanh trừng 59 quý tộc vũ văn dương kiên xóa bỏ tất cả những họ mà trước đây vua bắc chu đã ban cho người hán quan viên người hán được phục hồi họ cũ của mình nên nhận được sự ủng hộ của người hán năm 581 ông phế chuất vị vua cuối cùng của Bắc Chu là Vũ Văn Xiển, người đồng thời là cháu ngoại ông, ông lên ngôi hoàng đế, lập nên nhà Tùy. 9 năm sau, ông tiêu diệt nước Trần ở phía Nam, thống nhất toàn bộ Trung Quốc sau gần 300 năm phân liệt. Dù cho là một thời gian ngắn, nhưng ngoại tộc cũng đã làm mưa làm gió một thời, dày xé đất nước, dày xéo nhân dân, đưa đất nước và nhân dân vào cảnh đầu rơi máu chảy, gia tộc tương tàn, anh em tranh đoạt, thiên hạ đại loạn tất cả đều rên xiết dưới gót giày của đế vương. Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu một giai đoạn lịch sử trong tiến trình lịch sử Trung Hoa với thời gian 24 năm. Ngoại tộc giày xéo, cai trị Trung Quốc, giai đoạn này được gọi là Trung Quốc thời phân chia Nam Bắc, nước Bắc Chu từ 557 đến 581. Video đến đây xin được khép lại. Chúc các bạn tìm hiểu lịch sử hạnh phúc, sức khỏe và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.